xin phép hủy đồ tí nhá. Ông có thể xếp khuôn file ở trong điện thoại xong rồi đăng lên luôn. Thế á? Gì? Thế mà nó không xếp được. À, ý là copy đấy, copy từ ấy sang điện thoại ấy, chứ không cần phải xử lý trên máy tính nữa. Máy tính là phải có phần mềm sao mới được. Ừ. Trước đi Tràng An tôi cũng lịch cái này mà. Cái này mua bao tiền? 2 triệu mấy. Thế thôi đấy. Đó, xem á. Không nghĩ nó bao nhiêu. Bây giờ là xác định khu vực đường đi. Thôi, này nhá. Đi được chứng nhận thôi. Nhưng mà chất lượng của cái cam thì nó không bị lóc lách nhỉ? Đương nhiên. Nó thì phần nào thôi. Nó thì ra đây chỉ là đường trắng thôi mà. Nó không lên đường trắng đâu. Cái quả bầu này ở đây bị chuột khảo. Mày thấy mẹ nhớ mấy cái con gánh hôm trước không? Ừ. Bầu này đây chuột khảo. Có cả sếp ấy, nhớ sếp luôn.